Xinh luôn mà, kéo này. Chị có thấy đau không ạ? Chị có thấy đau không ạ? Chị ơi, hơi nhức nhức một chút xíu đau không ạ? Có đau không em? Có đau đâu, nó chỉ hơi nhức nhức một chút xíu thôi đúng không chị? Thôi để về vị trí bình thường ạ.
cho bên này một chút chút xíu đi. Môi dưới á, từ dưới cái môi trên này của chị bị lệch chứ, nên là mình muốn để đẩy cái môi dưới này một chút nữa, căn chỉnh một xíu xíu. Có đau không chị? Có đau hả? Không đau hả? Chị nhìn thấy thế này, chị nhìn thấy chị có thích môi em cho tim lên một tí nữa không? Như thế này nhá. Từ bằng anh. Không sao không, chị nhìn thoải mái mà có gì đâu. Chị cứ nhìn đi, chị nhìn đi, chị nhìn như thế này. Sợ không? Có thích em cho lên một tí như này không? Nhìn đi, nhìn thoải mái, không sợ, có gì sợ, không sợ. Hay là thôi, hay là để tự nhiên như này. Lên một tí thôi đẹp không? Lên tí tí đấy. Đây, như thế này nhá. Chị cứ nhìn đi, em đẩy filler trong này, em nhìn có máu me gì đâu. Nhiều người thì sợ. Không sợ gì đâu. Ổn rồi đấy. Thấy thế nào? Thì đấy nhỉ. Bởi vì em đã bảo rồi, cái môi này nó bị phun do cái chỗ này nó lẹm ấy, cho nên là mình mới nhìn thấy cái ấy này thôi. Đây này, nó mà vách ra ở chỗ này là nhìn nó sẽ đều ngay đây này. Chị nhìn này, đây này, vì nó phun nó bị lẹm. Đó. Nhìn cái này nó phải lên viền như thế này đúng không? Thì cái này thì nó trả lại bằng nhau đúng không? Đây nó bị, cái này nó ra quá. Nên nếu như em tiêm bên này mà thêm một xíu nữa thì nhìn cái cánh môi này nó sẽ bị vổng lên ngay. Để ngậm thêm alpha choy nhé. Đấy, thế nào? Xinh mà, nhìn tự nhiên mà.